Hello anh em đã quay trở lại với kênh tiếp JavaScript tôi là Logistics. Chủ nhật là chúng ta hay đề xuất những cái tool hoặc là những phương pháp mới trong các công nghệ phần mềm. Và hôm nay video này tôi đề cập đến một phương pháp mới để xác thực trong URL trong JavaScript phiên bản 2023. Thì ngày trước kia thì chúng ta hay sử dụng để xác thực một cái URL đó chính là sử dụng hàm khởi tạo URL trong JavaScript như các anh chị có thể nhìn trên màn hình thì có tin tức gần đây JavaScript sau uh, nhiều năm nguyền rủa vì JavaScript không có cách xác thực dễ dàng, URL well, thì có một phương pháp mới được ra đời đó là URL space anh chị có thể nhìn trên màn hình cách sử dụng nó như thế nào thì uh, anh chị cũng có thể sử dụng một trong hai cách đó để mà sản xuất trong cái code của mình uh, nhưng trước tiên chúng ta đừng quá phấn khích tại vì nó không được hỗ trợ nhiều trên cái trình duyệt À, hiện tại nó chỉ hỗ trợ trên trình duyệt như thế này Và cái quan trọng nếu mà giả sử như Cái trình duyệt của chúng ta không hỗ trợ thì sao Đó chính là chúng ta tìm thấy cái thông tin hỗ trợ Ở trong Polyfill Đó là CoreJS Tôi để trên màn hình Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị Ở video tiếp theo đề xuất tool và phương pháp trong công nghệ